Là những tình huống siết rất chặt rồi. Chân của Lò Thị Phung đã siết chặt vào cổ Thúy Vy rồi. Và đã có tác bảo. Trận đấu đã dừng lại. Một chiến thắng rất là kỹ thuật dành cho Lò Thị Phung. C16 của Lionel Championship và các bạn đang được đến với trận đấu giữa võ sĩ Lò Thị Phung của võ đường Lưu Vong sẽ đối đầu với Đào Hồng Sơn phiên bản nữ đến từ Thanh Bình MMA. Lò Thị Phung, nữ võ sĩ người phân tử Thái sẽ đối đầu với nữ đệ tử số 1 của nam tài tử Johnny Trí Nguyễn. Lò Thị Phung cũng như Đào Hồng Sơn được đặt cách lên hạng A của Lionel Championship. Cũng như cô là một trong những nữ võ sĩ jiu-jitsu số 1 của Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Lò Thị Phung cũng đã đụng độ một nhà vô địch khác của Lionel Championship ở bộ môn jiu-jitsu, đó là võ sĩ Jessica Caswell, và đã giành được một chiến thắng vô cùng thuyết phục. Và chúng ta hãy cùng chờ đợi Đào Hồng Sơn phiên bản nữ Lò Thị Phung có thể đánh bại được đệ tử của Johnny Trí Nguyễn, Thúy Vy hay không? Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ một võ sĩ lần đầu đến với Lionel Championship. Thông thường, cô ấy là một cô giáo. Ngày hôm nay sẽ là người buông phóng để đeo vàng. Nhưng sau đó, một thành viên của Thanh Bình MMA bắt bài xanh Lò Thị Phung. Còn bây giờ là sự xuất hiện của Lò Thị Phung, cô giáo người dân tộc Thái sẽ thuộc bài của Lionel Championship, cũng như thôn bài ở võ đường em ở đấu trường MMA lần đầu tiên. Và đây là sự xuất hiện của Lò Thị Phung. Vào ngày tân cử của mình thì Lò Thị Phung đã mặc đồ trang phục của phụ nữ dân tộc Thái lên thôn bài để chứng tỏ được sự khát khao, sự chiến thắng của người phụ nữ đồng bào dân tộc Thái tại đấu trường Lionel Championship. Trận virus của Lò Thị Phung, một thành viên của Thanh Bình MMA. Nếu Thúy Vy có rất nhiều kinh nghiệm chinh chiến tại Lionel Championship thì Lò Thị Phung cũng sở hữu rất nhiều những thành tích đáng nể. Huy chương vàng jiu-jitsu Đại hội thể thao toàn quốc 2022, huy chương vàng jiu-jitsu vô địch quốc gia 2022, vận động viên xuất sắc quốc gia 2023. Võ sĩ sinh năm 1998 với chiều cao 1m55 và sải tay là 160 cm. Chắc chắn đây sẽ là một trận đấu vô cùng hấp dẫn. Với những thành tích của Lò Thị Phung thì liệu chị có thể chứng tỏ mình tại Lionel Championship? Ở Lionel Championship thì những võ sĩ đánh đất, những võ sĩ đánh thuần grappling đang là những võ sĩ có lợi thế. Và chúng ta hãy chờ đợi xem ở hạng cân nữ Đào Hồng Sơn phiên bản nữ có làm được cái điều mà Đào Hồng Sơn bản nam làm được hay không, cũng trước người học trò của Johnny Trí Nguyễn. Và chúng ta hãy cầu chúc cho Lò Thị Thúy Vy đến từ võ đường Liên Dòng sẽ có thể làm được tốt hơn những gì mà người đàn ông phạm học cảnh của mình làm cho Đào Hồng Sơn. Bắt đầu trận thi đấu này, xin giới thiệu trọng tài đài điều khiển trận đấu này, trọng tài Nguyễn Quang Vinh. Trận đấu này sẽ là một trận đấu của striking, đấu với grappling. Võ sĩ đánh đất sẽ chiến đấu với võ sĩ đánh đứng. Chúng ta sẽ cùng chơi với những màn so tài hấp dẫn của hai nữ võ sĩ. Trọng tài đã nói về trò nặng đối với vận động viên Thúy Vy của võ đường Liên Bang, và chúng ta cùng chờ đợi hiện tượng của trận đấu tại Lionel Championship 16 giữa Lò Thị Phung và Thúy Vy của võ đường Liên Bang. Và bây giờ là hiệp 1 của trận đấu. Sự bắt đầu rất nhẹ nhàng của hai cô gái. Và bây giờ là tình huống ôm vật của Lò Thị Phung. Nhưng Thúy Vy đã làm tốt, liên tục là những cú đá của Thúy Vy và những cú đổi đòn. Thúy Vy không dại gì mà xuống đất với Lò Thị Phung. Bắt chân đơn của Lò Thị Phung. Và bây giờ là bắt chân đơn rồi, rất chặt rồi. Nhưng Thúy Vy vẫn chưa xuống sàn. Thúy Vy bị ép vào góc lồng. Một tình huống tiến thoái lưỡng nan dành cho nữ võ sĩ đến từ Liên Phong MMA. Đầu của Lò Thị Phung siết vào Thúy Vy rất chặt. Và điều Thúy Vy nằm xuống sàn chỉ còn là thời gian mà thôi. Thậm chí Lò Thị Phung đã đu lên người của Thúy Vy. Vẫn là những tình huống khống chế chân lồng của Lò Thị Phung. Thúy Vy đang rất kiên cường trong những tình huống chống đắp lưng của mình, những tình huống chống vật. Cô đang ôm tỉ Lò Thị Phung. Và một trận đấu ở hạng A diễn ra 5 phút. Đây sẽ là cuộc đua thể lực. Thúy Vy đã bị Lò Thị Phung bắt cổ, nhưng bây giờ là cự ly cho Thúy Vy khi thoát khỏi đường góc đồng mà Lò Thị Phung đè lên người mình. Liên tục là những cú đạp của Thúy Vy và Lò Thị Phung cũng không ngán ngầm gì khi đổi đòn đấm với Thúy Vy. Một cú tay sáu chính xác của Lò Thị Phung vào đầu của Thúy Vy. Một thông tin ngoài lề là Lò Thị Phung là học trò của nữ hoàng môn Thái Việt Nam Thanh Trúc, và bây giờ là điều bất ngờ khi Thúy Vy đang nằm trên lưng của Lò Thị Phung. Một điều rất bất ngờ. Liên tục là sức ép của Thúy Vy. Thúy Vy đang sai cản trộn, đang kiểm soát phần bên trái lưng của Lò Thị Phung, nhưng bây giờ là khoảng cách mà Lò Thị Phung đang cho thấy tại sao cô là nhà vô địch của Jiu-Jitsu Toàn Quốc. Lò Thị Phung sai cản trộn, kiểm soát được phần tay cứng ngắc của Thúy Vy rồi. Liệu có đòn ám bài không? Và bây giờ là phút mai ngồi lên bụng hoàn toàn chân cho Lò Thị Phung. Liên tục là những cú bao vào, những cú búa của Lò Thị Phung vào đầu của Thúy Vy. Rất khó chịu. Thúy Vy vẫn đang rất kiên cường. Thời gian của hiệp đấu còn 3 phút. Và bây giờ Lò Thị Phung, một người chơi đi dây dày chuyên nghiệp, không còn lạ gì với số 5 phút nữa. Cô sẽ làm tất cả để gửi submission được Thúy Vy. Vẫn là những tình huống siết rất chặt rồi. Chân của Lò Thị Phung đã siết chặt vào cổ Thúy Vy rồi. Và đã có tát vào. Trận đấu đã dừng lại. Một chiến thắng rất ảo kỹ thuật dành cho Lò Thị Phung. Rất nhanh. Trận đấu kết lại vô cùng trong vánh. Một trận đấu diễn ra rất nhanh của Lò Thị Phung. Một tình huống siết cổ rất chặt và Thúy Vy đã làm tốt hơn người đàn anh của mình Phạm Ngọc Thành thì đã dừng trận đấu ở hơn 3 phút của trận đấu. Chúng ta cùng xem lại tình huống siết cổ rất chặt của Lò Thị Phung. Một tình huống trai angle, siết cổ rất chặt. Hai chân của Lò Thị Phung móc thẳng vào và cổ của Thúy Vy, kéo người của Thúy Vy lên, giữ tay và tát vào là một hiệu quả thiết yếu. Chúng ta đã đến với trận đấu của Lò Thị Phung. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các trận đấu tiếp theo của Sao Thể Thao.